Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ 0 giờ 0 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024, Đường sắt đã triển khai thí điểm phương thức bán vé tự động xếp chỗ trên các đoàn tàu HB1, HB2 tuyến Hà Nội-Hải Phòng và tàu SPT1, SPT2 tuyến Sài gòn Phan Thiết. Cụ thể, hành khách truy cập vào website bán vé dsvn.vn, chọn tàu HB1, HB2, SPT1, SPT2 và nhập thông tin hành trình ga đi, ga đến, ngày đi tàu. Hành khách chọn vào toa xe, chọn chỗ tự động, màn hình chọn chỗ hiển thị danh sách chỗ trống và ra vé theo từng nhóm chỗ. Hành khách nhập số lượng vé cần mua theo nhóm chỗ mong muốn vào ô, số lượng khách và chọn mua vé để đưa vé vào giỏ vé. Hệ thống sẽ tự động lấy chỗ cho hành khách. Hành khách nhập các thông tin khi mua vé, thông tin xuất hóa đơn nếu có và thanh toán vé tàu.